chữ nhé. Đó, bạn nhìn thấy chưa? Đây. Bột ở trứng này, bạn nhiều quả trứng luôn. Đây toàn bộ trứng gà nhà các bạn nhé. Với nhau. Đấy. Đây. Đây quả trứng gà này. Đây, đây những quả trứng gà mình đang lau sạch các bạn nhé. Đấy, rất là sạch luôn. Đấy. Những quả trứng gà mình đang lau sạch rồi. Đó. Đấy, quả này thì trứng gà mình ăn nên là nó bé. Cầm cho mẹ. Nhẹ nhàng thôi, mẹ đang quay video này. Ê, không đi vào đây, không đi vào đây, mẹ đang quay. Nhìn vào con. Đấy. Đây là quả trứng gì nhỉ? Trứng gà mẹ cho con xem video nhưng mà không tập tô màu. Con đang tập tô màu thì nó ăn cơm hết các cơm xem TV nhá. Nhưng mà con chỉ mở TV là sẽ tô màu gì đâu để con tô giống họ ấy. Mẹ cho con mở nhá, 5 phút thôi nhá. Mẹ cho con xem 5 phút chưa mở lắm nhá. Vâng.
phần trên hay phần dưới. Phần trên thường sẽ to hơn, phần dưới sẽ nhỏ hơn nhé. Các bạn thấy chưa? Quả trứng này nó bé hơn nhé. Đây. Đấy, là một khẩu trứng này. Đây, toàn bộ là trứng gà nhà hết các bạn nhé. Cho nhỏ tiếng nghe. Cho nhỏ vào đi.